BKM Bình Dương trong trận đấu ngày hôm nay. Và đương nhiên là anh không thể có thêm trong danh sách đăng ký cao thủ trên hàng công. Ngày hôm nay thì cầu thủ nhập Brazil đó là Bruno Henrique sẽ ra quân ngay từ đầu. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà BKM Bình Dương vẫn trong trang phục quân thuộc màu tím, bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đỗ Văn Vũ, một quả treo bóng rất vừa tầm, gôi không được, bóng đi vặn sườn của Tiến Linh, rất đáng tiếc. Ta cùng xem lại tình huống dẫn tới gọi rất nguy hiểm của các thủ BKM Bình Dương, tình huống mà Trương Dũ Đạt đã nhập thành hơi sớm và anh không thể đón được cú đánh đầu trả ngược ra của Wellington. Đánh đầu rất thoáng trong bóng vừa rồi. Một tình huống mà Thanh Long phần nào đó đã bỏ quên Washington Brown Down. Khá hay. Edison, vẫn là Edison. Một trận đấu tương đối cởi mở của cả BKM Bình Dương và Oanh Gia Lai. Cú sút phạt là Công Phượng. Đánh đầu, khá nguy hiểm, bóng rơi qua dọc. May mắn, may mắn cho BKM Bình Dương, tỷ số được mở cho cầu thủ Oanh Gia Lai. Người ghi bàn đó là Nguyễn Văn Toàn. Lộn xộn, một pha bóng lộn xộn trước khung thành của BKM Bình Dương. Trước đó thì tưởng như là đội chủ nhà đã gặp may mắn khi pha đánh đầu của đội khách đã đi bóng đúng cột dọc. Thì Hoàng Gia Lai là đội bóng dứt điểm nhiều hơn và họ cũng đã có những cơ hội nguy hiểm hơn. Cầu thủ đánh đầu ở tình huống bóng đầu tiên đó là Minh Vương. Tình huống tranh chấp rất lập bập, bóng bật ra rất vừa tầm băng vào của Văn Toàn. Nhưng đây là một bàn thắng rất rất xứng đáng dành cho Hoàng Gia Lai. Đáng lẽ ra đây đã phải là bàn thắng cho Minh Vương rồi. Rất đông cầu thủ của hai bên xem thường bóng vừa rồi. Chéo bóng không được, khá nguy hiểm. Pha tạt bóng rất hay. Wellington đã không đủ chiều cao ở trong pháo vừa rồi, đã rút ngắn tỷ số xuống cho BKM Bình Dương xuống còn 1-2. Đây là Tống Anh Tỷ. Edison, Wellington rất hay. Pha đập nhả hay của Edison và Wellington. Một lần nữa xem lại pha phối hợp rất nhanh và sắc nét của BKM Bình Dương. Công Phượng, Văn Toàn. Không có phạt đền, không có phạt đền. Chúng ta sẽ cùng phải xem lại góc máy làm chậm để xem rằng Sơn Hải đã phạm lỗi với Văn Toàn hay chưa. Có vẻ như phần nào đó cũng đã có tác động của thủ thành bên phía BKM Bình Dương. Xem lại pha bóng này. Cũng rất khó để cho trọng tài Vũ Linh. Không, thực tế là nếu với góc máy vừa rồi thì rõ ràng là Sơn Hải đã chạm vào chân của Văn Toàn. Cơ hội. Dứt điểm, không vào. Người dứt điểm bóng rội cột dọc đó là Nguyễn Tiến Linh. Edison. Tỷ số là 1-1 cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Người ghi bàn đó là Wellington. Đúng là một trận đấu rất hay và rất sôi nổi. Niềm vui của ban huấn luyện bên phía BKM Bình Dương. Và thực sự bàn thắng san bằng tỷ số này cũng là phần thưởng xứng đáng với những gì mà đội chủ nhà đã thể hiện suốt trong thời gian trận đấu diễn ra, đặc biệt là sau khi họ bị Hoàng Gia Lai dẫn bàn. Xem lại pha bóng này. Tình huống phòng ngự trước đó của Văn Thanh là không thực sự hợp lý khi anh đã không thể
đối đầu được với Wellington. Tình huống dứt điểm của tiền đạo bên phía BKB Bình Dương, bóng đã đập chân của Mauricio đổi hướng, lên bóng cho Zalai. Bruno, vẫn là Bruno dứt điểm. Phá dứt điểm của Nguyễn Văn Toàn. Trên sân Pleiku thì Văn Toàn đã lập một cú đúp vào lưới của BKM Bình Dương. Không được. Và xử lý lóng ngóng ở sân này. Nhưng vẫn không có phạt đền. Vẫn là một quyết định rất dứt khoát của trọng tài Lê Vũ Linh. Và thót tim đối với các cổ động viên bên phía BKM Bình Dương. Pha bóng này thì thực sự khó để có thể thổi phạt đền với Sơn Hải. Và phạt bóng rất long ngóng của thủ thành bên phía BKM Bình Dương. Đây là Văn Toàn. Chuyền này không vào. Pha tấn công rất hợp lý của các cầu thủ của anh ta này. Xuất phát ở khu vực trung lộ, Nguyễn Công Phượng đã có một tình huống xẻ nách rất hay để cho tốc độ của Văn Toàn được phát huy. Tất cả đang chú ý ở khu vực phía trong thì Văn Thành đã bất ngờ băng lên. Hãy cùng một lần nữa xem lại tình huống dứt điểm này. Ở thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Sài Gòn cũng đang chơi rất tiến bộ. Một tình huống cảnh giác của Sơn Hải. Hai trái bóng rất nguy hiểm. Ngoài những trận đấu đã giới thiệu trong ngày hôm nay. Thôi, quá đáng tiếc. Sơn Hải đã rời khung thành rồi. Hoàng Anh Gia Lai. Thôi, Tô Văn Vũ không vào. Chính xác là bóng đã đúng đầu của Mauricio. Đây là pha bóng rất hay của Tô Văn Vũ. Lỗi phòng ngự đầu tiên thuộc về Lê Văn Sơn. Thẻ vàng dành cho Trọng Huy. Thân hình tương đối nặng nề của Trọng Huy sẽ gây cho anh rất nhiều những khó khăn trong những tình huống xử lý cần sự nhanh nhẹn. Đánh đâu? Vẫn còn. Lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Lê Vũ Linh đã vang lên. Tỷ số sau khi trận đấu kết thúc là 1-1.